Kiên giang quyết liệt tăng tốc tiêm vaccine phòng covid-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành vừa có văn bản chỉ đạo Sở Y tế cùng với các ngành chức năng có liên quan và huyện, thành phố phối hợp tập trung quyết liệt thần tốc tiêm vaccine phòng covid-19, phấn đấu trong quý I, 2022 phải hoàn thành việc tiêm phòng này cho người dân từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi hai cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi phải hoàn thành trong tháng 2 năm 2022 nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Theo đó. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang yêu cầu thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả việc tiêm vaccine, không để trễ hạn. Sở Y tế thực hiện tốt việc phân luồng, phân tuyến, tổ chức thu dung hiệu quả giữa các tuyến điều trị và kịp thời xử lý các đề xuất của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Các cơ sở y tế, nhất là thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, oxy, các huyện, thành phố thực hiện nghiêm kế hoạch tiêm vaccine của tỉnh, ra soát đầy đủ, không để sót đối tượng, tập trung theo dõi quản lý và chăm sóc, điều trị tốt cho các trường hợp F0 tại nhà. Mặt khác, ngành y tế tiếp tục tăng cường cách ly, quản lý, chăm sóc điều trị F0 tại nhà. Phối hợp ngành giáo dục và đào tạo có phương án huy động nhân lực y tế để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh tại các điểm trường học, chủ động xử lý các tình huống khi có F0, F1 trong trường học đảm bảo an toàn. Ngành chức năng tỉnh tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền cho người dân cảnh giác, chủ động trong phòng chống dịch COVID-19, nhất là tuyên truyền cho người dân tự phát hiện, tự theo dõi tự kiểm soát mình, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, nâng cao nhận thức của người dân về việc tiêm vaccine là quyền lợi, trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước, thích ứng an toàn với dịch COVID-19 trong tình hình mới. Theo Sở Y tế Kiên Giang, từ ngày 21 tháng 6 năm 2021 đến 19 giờ ngày 24 tháng 2 năm 2022, trên địa bàn tỉnh có tổng số 34.411 trường hợp mắc COVID-19, trong đó đã điều trị khỏi bệnh 32.919 bệnh nhân tử vong 905 trường hợp, các trường hợp còn lại đang điều trị. Hiện tại, ngành y tế cách ly tập trung hơn 1.400 trường hợp, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 10.324 trường hợp, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú hơn 3.100 trường hợp, tập trung điều trị, chăm sóc 528 bệnh nhân tại các cơ sở điều trị COVID-19. Bác sĩ Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang cho biết, đến nay tỷ lệ người trên 18 tuổi đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mỗi một là 1 là 1.200.586 người đạt 100,87%, số người tiêm đủ mũi cơ bản 1.161.975 người, đạt 97,62%. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm liều nhắc lại chỉ mới đạt gần 27%, khoảng hơn 321.300 người. Tiến độ tiêm vaccine ở hầu hết các địa phương đều chậm so với kế hoạch, tỷ lệ tiêm trả mũi 2 đạt thấp so với chỉ tiêu và không đạt so với mũi 1. Tiếp đến, trẻ từ 12 đến 17 tuổi tiêm mũi một số lượng 166.893 em, đạt tỷ lệ 96,5%. Mũi hai số lượng 158.222 đạt tỷ lệ 91,4%. Tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em cả mũi 1 và mũi 2 đều đạt thấp so với kế hoạch. Mặc dù tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát tốt nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, số lượng người mắc bệnh có chiều hướng tăng trở lại. Tiến độ tiêm vaccine chậm so với kế hoạch, một số địa phương quản lý ép không tại nhà chưa tốt dẫn đến tình trạng lây lan trong cộng đồng tăng cao lãnh đạo tỉnh kiên giang đề nghị các sở ban ngành đơn vị cấp tỉnh và huyện thành phố không chủ quan lơ là tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch covid thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao hơn được ý thức cảnh giác phòng chống dịch bệnh còn tiềm ẩn nguy cơ cao rất khó lường không xem thường đại dịch này nhất là biến thể omicron đang diễn biến phức tạp các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé